Năm điều quyết định phúc phận của đời người mấy ai thấu hiểu. Sống tự tại ung dung không ngưỡng mộ người cũng chẳng xem thường ai, đời người như thế còn gì tuyệt hơn mà quyết định phúc phận của đời người ác lại phải hội đủ năm yếu tố này. Một, tự tin. chỗ hơn người thì cũng chớ nên kiêu ngạo, gặp người hơn mình cũng đừng thế mà ủy khuất đau thương, ngoài núi còn có núi cao hơn, chớ hạ thấp mình quá, cũng chớ đánh giá bản thân quá cao. Chặng đường dẫu gió sương hay ngẩn đầu mà bước tới, chân cứng thì đã phải mềm, khi tâm đã đủ lớn thì kỳ tích sẽ xuất hiện. Tự tin đón nhận lời chê bai của thiên hạ, tự tin không ngừng hoàn thiện bản thân mình, ấy phải chăng mới là người hạnh phúc nhất. 2. Thiện lương Niềm vui của kiếp nhân sinh hóa ra lại đến từ sự lương thiện. Muốn có được vận khí tốt, hãy học cách làm người thiện lương. Một trái tim nhân hậu có thể thắp sáng tình người. Một cử chỉ quan tâm chân thành có sức lay động hơn cả vạn ngàn câu nói. Đối với người thân thì yêu thương gần gũi. Đối với bằng hữu thì nghĩa khí thực thà. Đối với người lạ thì công bằng trân trọng. Trước sau đều là nghĩ cho người trước, nghĩ về mình sau. Thiện đại với người, Âu cũng là trân quý chính mình vậy. 3. Khí chất Người có khí chất không truy cầu được mất thường tình, cõi thế nhân. Người có khí chất lại biết xả, biết buông trong vòng danh lợi. Biết được nhiều không phải để chiếm hữu, biết càng nhiều thì càng phải buông càng nhiều. Muôn vàng oán hận tình sầu trên đời chẳng phải cũng chỉ vì không học được chữ buông sao. Người có khí chất thì thời thời khắc cắt giữ gìn nhân phẩm trong xã hội vàng thao lẫn lộn, hỗn độn trắng đen, ai giữ được nhân phẩm mới mong không rơi vào đường mê lối lạc. Hoa sen mọc giữa đất xình lầy nhưng tỏa hương thơm ngát. Người có nhân phẩm dù nổi trôi giữa thùng thuốc nhộm hồng trần thì lẽ nào có thể đánh mất chính mình. Người khí chất không đòi hỏi mà cũng chẳng ý lại vào ai. Chỗ an toàn nhất chỉ có thể là dựa vào chính mình. 4. Kiên cường Dẫu chịu trăm nghìn đã kích cũng đừng chưa đánh mà bại chưa nỗ lực mà đã chịu đầu hàng Phạm sống trên đời kỹ nhất là tự làm tổn thương chính mình cuộc đời ai cũng có nỗi khổ tâm ai chưa từng đổ vỡ thế thì vấp ngã cũng là để mạnh mẽ vùng dậy khổ đau cũng chỉ là bước điềm của hạnh phúc tuyệt vời không chịu cảnh giá rét ngày đông sẽ hiểu được cái quý giá của cơn gió xuân ấm áp kiên cường thì trí tuệ sẽ khai thông những chịu trị tinh thần càng mạnh mẽ Bi lụy u sầu rốt cuộc cũng chỉ là từ lấy đá đè lên chân mình mà thôi. Không tuyệt vọng sao thấu hiểu được hương vị hạnh phúc hơn hoang. Không biệt ly nào đâu biết trân quý lúc tương phùng. Năm Có hoài bảo Đường vạn dặm bắt đầu từ những bước chân chậm chững đầu tiên. Cuộc đời đáng sợ nhất cũng không phải là sự nghèo khổ, cô đơn mà chính là sống không có hoài bảo. Nào ai đánh thuế ước mơ? Vậy cứ thử mơ ước một lần thật táo bạo xem sao muốn làm việc lớn không thể không nghĩ lớn. Hạnh phúc chỉ có được sau khi trải nghiệm hết nỗi thương đau. Không hoài bảo thì cũng chẳng mơ gì hạnh phúc bạn ơi. Bởi vì xưa nay, những thứ tốt đẹp nhất luôn đến vào lúc ta chẳng bao giờ ngờ tới. Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.